Việc nhiều trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận phải dừng hoạt động đã khiến cho lượng phương tiện cơ giới đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh rất đông, xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều phương tiện lái xe phải chờ đợi mất rất nhiều thời gian mới được đăng kiểm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V. Ngay từ đầu giờ sáng, nhưng mà tại trung tâm này thì là cái lượng phương tiện đến đây đăng kiểm thì quá đông và nhiều người đã phải chờ đợi từ đêm hôm qua nhưng đến giờ này vẫn chưa đến lượt được vào đăng kiểm. Giữa Hà Nội thì sao? Xe của anh Phong ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã hết hạn đăng kiểm 4 ngày. Những ngày qua, anh đã đến nhiều trung tâm nhưng vẫn chưa đăng kiểm được phương tiện. Anh quyết định đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ số 1901V tại thành phố Việt Trì từ 5 giờ sáng, nhưng gần hết buổi sáng anh vẫn chưa kiểm định được phương tiện. Xe thì hết đăng kiểm rồi, không đăng kiểm thì ra đường thì công an bắt. Thế nên là lên đây thì phải chờ đợi. Mà tôi đi từ lúc 5 giờ đây, 5 giờ sáng. Mà đến bây giờ là mấy giờ anh nhỉ? Bây giờ là 9 rưỡi rồi. Có khi là cả ngày đấy. Không biết là cả ngày có xong không hay là để đến sáng mai. Bức xúc, mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu là tâm lý chung của các lái xe phải đi đăng kiểm phương tiện trong những ngày này. Tất cả các trung tâm đăng kiểm đều trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân là do thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đóng cửa hoạt động gần 30 trung tâm đăng kiểm để phục vụ công tác điều tra. Do đó, chủ các phương tiện đổ dồn về tỉnh Phú Thọ kiểm định dẫn đến tình trạng quá tải các trung tâm đăng kiểm. Đến đợt này thì tôi đi đến này là lần thứ tư. Các cái trung tâm đăng kiểm thực sự là rất vất vả. Cứ trung bình là 2 ngày trời, nhích từng bước 1, 5m, 2m 1, ăn ngủ tại đây đến hôm sau mới đăng kiểm được thì rất vất vả. Chúng tôi chỉ có một dây chuyền thôi, năng lực làm việc chúng tôi chỉ được khoảng 40 xe một ngày thôi. Nhưng do cái số lượng phương tiện đến đây lớn quá, thậm chí là hơn 100 xe nên là chúng tôi không thể đáp ứng được, nó xảy ra cái tình trạng ùn ứ. Mà vì lượng xe đến rất đông thì đâm trung tâm cũng là động viên anh em bố trí làm thêm giờ để tạo điều kiện hết sức cho lái xe được kiểm định. Thì với cái mức thời gian có hạn thì trung tâm chỉ tối đa thì một số lượng ít xe nữa thôi, nhưng cũng bố trí làm thêm giờ buổi trưa và buổi tối để bố trí cho lái xe người ta đỡ phải chờ đợi, nhưng mà cũng không đáp ứng được hết cái nhu cầu của người dân. Cả nước có 62 trung tâm tạm dừng hoạt động, tập trung nhiều nhất tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau loạt vụ việc sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, hàng trăm đăng kiểm viên đã bị bắt tạm giam, trong đó có nhiều đăng kiểm viên bậc cao, trưởng các dây chuyền kiểm định. Việc này dẫn đến tình trạng hệ thống đăng kiểm xe cơ giới bị thiếu nhân lực trầm trọng. Ngành giao thông và các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vừa siết chặt hoạt động đăng kiểm, vừa tạo thuận lợi cho người dân.